Bữa nay á nhất định phải đi kiếm cho ra thằng Thành nghe bà. Kiếm không có nó con không có đi về đâu á. Bà cũng mong kiếm gặp nó nhiều hơn con nữa. Giá nào nhất định bà cũng phải kiếm cho bằng được. Mà Huệ nè, con có chắc là kiếm đường lên được tới đó không? Dạ. Anh Thành á, anh chỉ con cũng kỹ lắm bà. Anh nói á, là về cái xóm đó họ chị Chậu bán bánh bao, mà anh coi là chị ruột á, ai cũng biết cái chị Chậu đó hết. Anh còn nói là mấy mốt sẽ trở về đem di ảnh của ba má ảnh đi nữa. Nó chỉ rành mạch vậy chắc là kiếm được nhà đó. Con cũng nói với ảnh á, là từ từ rồi tính. Mà ảnh thương mẹ con chị Lan bị chia cắt, cho nên quyết chí đi ngay à. Cầu trời cầu Phật cho kiếm được anh Thành, rồi tính gì tính. Chứ ảnh toàn đi một thân một mình tới mấy chỗ nguy hiểm, con lo lắm. Thôi nó cũng lớn rồi, chắc cũng biết cách tính toán. Con cảm ơn bà nghe. Ủa? Con cảm ơn bà vụ gì? Thì tại vì á, bà nghe tụi con muốn đi kiếm nó, xong bà đi lấy ghe đi kiếm với tụi con, thì con phải cảm ơn bà chứ. Anh giỏi lắm, biết cảm ơn mà người giúp đỡ mình như vậy mới đúng. Nhưng mà bà ơi, anh Thành á, anh nói với con, ba của ảnh cực chẳng đã, khi lưu lạc cùng khổ mới làm giang hồ, chứ ba của ảnh có tâm lắm, hay giúp đỡ người ta. Thấy ai mà bị ức hiếp bóc lột là ba ảnh ra tay xử liền à. Bởi vậy á, trong cái bến tàu đó ai cũng thương cũng quý hết. Dạ không mời bà. Mời chị. Mời ăn. Thiệt tình với cô Chậu, tôi tới đây được nghe cô kể ngọn ngành về cảnh đời của con rể tôi và cháu ngoại Thành. Tôi rất là cảm ơn cô. Giờ tôi cậy cô nhờ người giữ chìa khóa phòng ba cháu Thành, mở cửa cho tôi xin đem bàn thờ ba nó về dưới nhà, đặng tôi thờ chung với má nó luôn. Không được bà ơi, Thành nó nhờ con á, là không cho ai mang bàn thờ thứ hai đi đâu hết trơn á. Nó nhờ ba quéo với lại tôi thẻo thắp nhang hàng ngày chờ nó về. Dạ thưa bà, bà có phải là bà nở chủ lò gốm bên Long Hồ không ạ? Tôi đây, sao hai cậu hỏi vậy? Dạ. Hai cậu làm gì vậy? Tổn thọ tôi đó. Dạ. Dạ xin bà nhận tụi con một lại. Tụi con là kẻ hại chết đại ca. Tụi con có ghé nhà bà, định bà tha thứ, nhưng tụi con không dám vô. Vậy là thằng Ba Mi nó nói đúng. Nó nói có mấy người lãng vảng trước cửa nhà tôi. Vậy là hai cậu đó sao? Dạ. Nay tụi con nghe nói bà đến đây, tụi con vội vàng xin nghỉ làm đến đây để lại tạ bà. Xin bà nhận của tụi con cái lại này. Thôi hai cậu đứng lên đi. Tôi tha cho hai cậu. Dù gì ba thằng Thành cũng mất rồi. Tôi muốn bỏ qua chuyện này để cho hai cậu sửa mình, đừng có làm chuyện xấu nữa. Dạ, dạ. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Dạ thưa bà, tụi con cũng có suy nghĩ lại từ đó. Tụi con cũng có lên dạ thư viện ở Sài Gòn thì biết Thành có đem tiền của đại ca lên để ủng hộ quỹ dạ lữ viện để giúp đỡ cho người nghèo khổ. Mấy cậu biết nghĩ như vậy là tốt rồi. Nay tôi muốn dời bàn thờ của con rể tôi về thờ chung với vợ nó. Lát cậy hai cậu mở cửa cho tôi xin cái di ảnh và cái lương hương. Dạ tụi con sẵn sàng giao lại cho bà. Nhưng sau này thằng Thành mà có trách gì á, mong bà nói giùm tụi con à. Chuyện của cháu tôi để tôi lo, còn hai cậu cho tôi gửi ít tiền công bấy lâu nay hương khói. Dạ. Bà ơi, tụi con không dám nhận đâu. Với lại chuyện hương khói cho đại ca là bổn phận của tụi con với anh em bến tàu mà. Bà đừng làm vậy. Vậy cho tôi chuyển lời tới anh em bến tàu là tôi cảm ơn hết thảy nha. Dạ, tụi con mang ơn đại ca đã giữ anh em chén cơm, không bị chủ bóc lột, không bị băng nhóm khác giật đổ chén cơm trên tay,
nên ai cũng nhớ ơn đại ca hết. Làm ăn đàng hoàng, sống tử tế, biết nương tựa lẫn nhau thì ông trời sẽ phù hộ, lo gì. Giờ hai cậu cho tôi rước bàn thờ con rể tôi đi. Dạ thưa bà. Bà chờ con chút nữa, con về con gặp hết tất cả anh em ở bến tàu, xong rồi nói anh em cùng nhau qua thắp cây nhang tiễn biệt đại ca luôn ạ. Ừ. Cho dù có đốt một bó nhang, có lại 100 cái thì cũng không tha tội được với đại ca. Từ lúc tụi em còn đầu đường xó chợ không nơi nương tựa, đại ca đã cứu mang, giúp đỡ tụi em thành một nhóm giang hồ mạnh, không ai dám đụng chạm ức hiếp. Thọ không biết bao nhiêu ân đức của đại ca, vậy mà một phút đố kỵ, ganh tị, tụi em đã cấu kết với kẻ thù hãm hại đại ca chết oan chết ức. Tụi em có lỗi với đại ca, em xin lỗi đại ca, xin đại ca hãy trừng phạt em đi. Đại ca hãy trừng phạt em đi. Anh ba, mọi người đừng có làm vậy. Ba tôi cũng có muốn đâu. Thành, mọi người đi kiếm anh khắp nơi. Là em tìm được ảnh đó. Lúc đó ảnh đang bán. Chuyện đó đi nói sao. Bây giờ làm lễ cho ba tôi trước, rồi tôi cũng có chuyện muốn nói với mọi người ở đây. Phải rồi, Thành là đốt nhang cho ba. Dạ. Anh, sao chịu vô không nhà? Chồng có ma, anh không vô đâu. Ba ngày ban mặt làm gì có ma hả cậu? Có mà, nó ghê lắm. Anh hai ơi, tụi em cơ nhỡ vì bọn sở khanh phụ bạc, bụng mang dạ chữa, bước đường lầm lạc, không tiền không bạc, sống không được mà chết cũng không xong. May nhờ có anh hai ra tay tương trợ, cho tụi em tiền ăn, tiền ở, tiền xăng, tiền đẻ, rồi cả tiền ăn mặc vốn liếng để làm ăn. Ơn đức của anh hai không biết để đâu cho hết. Con rể giang hồ của tôi coi vậy mà tốt, được nhiều người thương. Tôi không ngờ đứa con gái của tôi lại biết nhìn người như vậy. Dạ, người đời nhìn vô thì ai cũng nghĩ là giang hồ người xấu. Nhưng mà thực tế, giang hồ hay là trí thức thì cũng có người xấu người tốt cả. Mà chú hai đây thì lại là người đáng kính trong giới giang hồ đó gì.